Kênh nào to nhất sống ở dưới nước? 30 giây bắt đầu. Nhắc lại câu hỏi. Kênh nào to nhất sống ở dưới nước? Hết 30 giây. Để mình nghe đưa các bạn thật cao lên ạ. Nào nào, kem. Kem. Dơ cao bảng lên ạ, dơ cao bảng lên. Xin mời cố vấn của bộ môn sinh học ạ. Đáp án đúng của chúng ta, đang tìm nguyên bản. Đáp án đúng của ta là cây nông tầm sống ở Amazon. Và nếu như bạn nào sai chính tả thì bạn ấy sẽ bị loại khỏi sàn thi đấu. Xin ý tiếp vào câu hỏi tiếp theo, có nghĩa là tất cả các thí sinh, 33 thí sinh lưu ý, chúng ta sẽ quay trở lại sàn thi đấu. Và câu hỏi tiếp theo sẽ là câu hỏi thuộc môn ngữ văn. Các bạn chú ý lắng nghe câu hỏi như sau. Tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo được viết vào năm nào? 30 giây. Hết thời gian, xin mời các bạn đưa ra đáp án. Các bạn chính xác của câu hỏi này đó là năm 1428. Có người sai rồi. 1427 843. Và những bạn không có đáp án đúng là năm 1428, xin mời các bạn rời khỏi sàn thi đấu. Bốn em. Bốn em. Năm em. Tâm đấy à? Tâm đâu? Dạ, đây à. Và yên lạc, chuẩn bị được bắt đầu. Chúng ta sẽ nghe hiệu lệnh của trọng tài. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau đếm ngược từ 5 xuống đến 1. Chúng ta mới bắt đầu. Nào nào, chưa các đánh chia nào. Tất cả chúng ta bỏ bóng ra. 5. Chưa. 4. 3. 2. 1. Bắt đầu. Thời gian bắt đầu được tính. Quả bóng đầu tiên của chúng ta không được tính. Đề nghị các bạn giúp tôi ạ. Quả đầu tiên các bạn không được tính. Rất nhiều luyện vẫn là các thầy cô trong đội cứu trợ của Yên Lạc đã chuyển được quả bóng đầu tiên. Trường Phát Thanh cũng được quả bóng đầu tiên. Nào cái bê cùng nhau cổ vũ cho các thầy cô nào. Cố lên, cố lên. Tiếp theo của Yên Lạc không được tính. Bóng rơi, chúng ta sẽ quay lại. Nào nào nào, Trường Phát Thanh ta bắt tay lại nào. Bạn Trường Phát Thanh, lại xuất phát lại nào. Trường Phát Thanh bắt Phát Thanh. Rồi, quả bóng tiếp theo cũng là không được tính. Không tính đó là không. Chúng ta không có một cái yếu tố nào có thể trên cái quả được. Bóng xuống rồi mới được tính. Ê, thôi, chưa, bóng tiếp theo của đây là không được tính. Đá chạm vào tay nhau. Thôi, quả bóng tiếp theo là không được tính. Thấp xuống.
chưa được xuất phát. Thôi, chuyển qua đây, qua đây. Như vậy là các thầy cô giáo của trường Yên Lạc đã chuyển được rất là nhiều bóng ạ. Vâng, tôi để ý là các cô giáo của trường Yên Lạc đã chuyển được rất là nhiều bóng. Các thầy cô cố lên. Rồi, quả bóng có được tính. Đề nghị thầy Tinh là chúng ta di chuyển ra ngoài. Đề nghị thầy Tinh di chuyển ra ngoài. Ơi, quả bóng. Nếu như chạm một lần nữa sẽ không được tính. Đề nghị thầy Tinh ra ngoài để thi đấu cho công bằng ạ. Sắp hết thời gian của các thầy cô để chúng ta một cái hey. Vâng ạ. Kevin. Rất là vui vắng ạ. Các bạn thấy các thầy cô cứu trợ có nhiệt tình không ạ? Đúng đấy, đội này đỉnh đấy. Vâng, như vậy là hai lượt cứu trợ của chúng ta đã hoàn thành cả 6 trường đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến sân bóng. Đầu tiên, tôi để ý thấy ở trường bên này có ít bóng, chúng ta sẽ đến từ trường nào trước. 1, chúng ta cùng nhau đếm to được không ạ? 1 2. Hết rồi ạ. À đây, 3, thầy nhìn nhầm. 4. Bạn cái này chọn. Và 5 quả xin được chúc mừng trường Cát Thành, sẽ có 5 thí sinh được quay lại sàn thi đấu. Tiếp theo sẽ là số lượng bóng của trường Phan Thanh. Chúng ta cùng đếm. 1. Nào các em ơi, không thể đếm thật to nào, tất cả các em học sinh đâu ạ? 2. 3. Và cuối cùng là 4 quả. Xin được chúc mừng trường Phan Thanh sẽ có 4 thí sinh được quay lại sàn thi đấu. Và bây giờ sẽ đến một đội là xuất sắc, số lượng bóng rất là nhiều. Đó chính là số lượng bóng của các thầy cô ở trường Yên Lạc. Chúng ta cùng đếm ạ. 1. 6 quả. 2. Được mấy quả? 4. 3. Và những quả còn lại vỡ hết rồi ạ. Như vậy là trường Yên Lạc có 3 quả bóng bay, tương đương với 3 thí sinh sẽ được quay trở lại sàn thi đấu. Đối với các thầy cô giáo trong tổ giám sát, chúng ta giám sát này. Công chí Băng Đông. Nhưng mà chúng thắng. Câu hỏi phụ đầu tiên trong phần thi tự luận như sau. Thân em nửa chuột nửa chim, ngày treo chân ngủ tối tìm mồi bay. Trời cho tay mắt giỏi thay, rơi. Tối đen tối mịt cứ bay vù vù. Rơi. Đấy là con gì? 30 giây bắt đầu. Nhưng phải viết đúng chính tả. Có câu hỏi. Thì đừng có làm như thế. Nửa chuột nửa chim, ngày treo chân ngủ tối tìm mồi bay. Trời cho tay mắt giỏi thay, tối đen tối mịt cứ bay vù vù. Đó là con gì? Chắc là các em có sự ngoài không nhắc rồi. Tiếng to bị chửi, khán thanh bị chửi. Chỉ cần nói nhỏ nó nghe tiếng. Hết 30 giây. Mình nghe giờ cao không trả lời của mình. Đáp án chính xác của câu hỏi này đó là con rơi. Xin chúc mừng các em có đáp án đúng là con rơi thì sẽ được ở lại sàn thi đấu. Con rơi sai. Con dây.
Các bạn đúng sai chúng ta rời khỏi sàn thi đấu ạ. Xin chúc mừng em. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 2 thuộc bộ môn hóa học. Các em nghe câu thơ sau. Ô hóa thì lớp lớp 6 xong rồi. Cùng sinh từ sắt carbon. Carbon nhiều ít dẻo giòn khác nhau. Hai ta ý hợp tâm đầu. Trong lò tu luyện mai sau giúp đời. Nó phải cho ôn đúng không? Tố vui vừa học vừa chơi. Không phải lớp 6 đứt. Hai ta a biết trả lời nhanh nhanh. Đó là hợp chất gì? Nhắc lại câu hỏi. Các em nghe câu thơ sau. Cùng sinh từ sắt carbon. Carbon nhiều ít dẻo giòn khác nhau. Hai ta ý hợp tâm đầu. Trong lò tu luyện mai sau giúp đời. Tố vui vừa học vừa chơi. Hai ta ai biết trả lời nhanh nhanh. Đó là hai hợp. Đó là hai hợp chất gì? 30 giây bắt đầu. Đối với những câu trả lời là các em trả lời bình tĩnh. Trả lời xong các em úp câu trả lời xuống. Hết 30 giây, mà các em rơi cao lắm ạ. Để ý thấy rằng là 9 thí sinh chúng ta để vào chung một đáp án đó là hợp chất gan và thép. Và đó cũng chính là đáp án của chương trình. Chúc mừng 9 em đều có câu trả lời chính xác. Vâng, tiếp theo sẽ là một câu hỏi phụ của ban tổ chức. Tôi xin phép đọc câu hỏi phụ như sau. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào? Nhìn chết à? Hết 30 giây. Nào bạn này, giờ nào cao lên. Vâng. Hiện nay là có 2 bạn không, 3 bạn không có đáp án. Một số bạn có đáp án là ngày 21 tháng 4, chưa thấy có 5. Một bạn ngày 22 tháng 12, 1930, 30 tháng 1, 1941. Và có 3 bạn có chung đáp án đó là ngày 22 tháng 12 năm 1944. Và đáp án đúng chính xác ở đây đó là ngày 22 tháng 12 năm 1944. Xin chúc mừng 3 bạn. Nhưng bây chúng ta có 3 bạn khác ạ. 3 bạn chính xác để quên đáp án đi. Các bạn, đáp án sai bạn rời khỏi sàn thi đấu phần trước. Chúng ta có 3 bạn đúng không ạ? Chúng ta ngồi 3 bạn. Bạn này lên hàng đầu đi. Em ngồi quên vị trí cho bạn đến lên hàng đầu. Em vào đây. Hỏi tên đi thầy ơi. Em ngồi vào giữa hai chữ. Thanh Vũ Nông có lên. Thanh Vũ Nông có lên. Tiếp theo các bạn sẽ trả lời thêm câu hỏi phụ tiếp theo và bắt đầu chuẩn bị để tìm ra thí sinh xuất sắc nhất. Đây nhất nhì ba là. Câu hỏi tiếp theo. Không, chỉ có hai giải thôi. Bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng do nhạc sĩ nào sáng tác? 30 giây bắt đầu. Thầy nhắc lại. Bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng do nhạc sĩ nào sáng tác? Bạn có dám nhìn nhỉ? Là các em không được nhìn sang ngang. Đề nghị các thầy cô và các bạn không được thảo luận và bàn tán ở phía bên ngoài. Tất cả chúng ta trật tự ạ. Con nhớ là đây là thầy cô xong rồi. Người đúng giỏi thật nhỉ. Thầy ơi cô chỉ thích. Hết 30 giây, mời các em ra đáp án ạ. Như vậy là chúng ta có 2 đáp án. Bạn ở phía ngoài cùng nhất, ở vị trí thi đấu số 12 có đáp án là Phạm Tuyên. Hai bạn đều có chung đáp án là Phong Nhã. Và đáp án chính xác chúng ta là nhạc sĩ Phong Nhã. Xin chúc mừng hai bạn. Mời các em về giải thi đấu ạ. Một vụ tiếp theo, các bạn chú ý nghe này.
tên người anh hùng nhỏ tuổi gắn với hình ảnh ngọn đuốc sống trong sự kiện ngày 17 tháng 10 năm 1945 trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Anh là ai? 30 giây, suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Ngọn đuốc sống là lên một tháng. Nó viết đúng rồi nhờ. Thấy cố đấy, thấy. Thấy thắng. Nó viết đúng rồi. Tên người anh hùng nhỏ tuổi gắn với hình ảnh ngọn đuốc sống trong sự kiện ngày 17 tháng 10 năm 1945. Gắn với ngọn đuốc sống. Hoàn thành nhất rồi. Anh là ai? Nào, ở ngoài trực tiếp. Yeah! Nhưng mà chúng ta có hai thí sinh còn ở lại sau câu hỏi này và có một thí sinh có đáp án, đó là thí sinh thuộc trường nào nhỉ? Em có thể giới thiệu cho biết. Trời ơi! Thưa tất cả các thầy cô giáo, em tên là Ban Mùi Phấn, trường trung học cơ sở Văn Thanh. Tôi không biết là đáp án có chính xác không, nhưng tôi cũng muốn là em học sinh vừa có đáp án, em hồi xuống sẽ giới thiệu một chút về mình ạ. Vâng, đáp án đúng của câu hỏi này anh là Lê Văn Tám, xin chúc mừng em. Vậy là sau câu hỏi này chúng ta đã tìm được thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi ngày hôm nay và em sẽ là người đạt giải nhất của cuộc thi. Còn bạn còn lại không có đáp án đúng của câu hỏi này, em sẽ chương trình sẽ trao giải nhì cho em. Và sau đây xin mời cô